Rồi quý vị ơi, bonsai 119 quý vị ơi, một cây kim quýt quý vị ơi. Cây kim quýt này nó ghép nha quý vị, ghép cái quýt Thái vô nha quý vị. Đó. 400k bao ship toàn quốc nha. Quen ship code là chứng khoán nha quý vị. Cây này nó quái mà nó ghép vô kim quýt Thái nha quý vị. Quýt Thái thì nó dễ có trái lắm nha. Nè, cái lá nó nè. Lá nó khít gịch luôn chứ không phải như kim quýt của mình nha quý vị. Đó. Gốc của nó đây, vô trong chậu sẵn gì luôn rồi nha. Đó. 400k là bao ship luôn ha, anh nào quen ship code là chuyển khoản nha. Rồi. Đó, nó quái quý vị thấy không? Lá nó khít kịch luôn nha quý vị. Cái này nó nhại bông dữ lắm nha, đậu trái dữ dằn luôn nha quý vị. Rồi, kết thúc luôn quý vị ơi. Mini nha quý vị. Mini chứ không có bự nha, các ngón tay tôi đây nè nha. Đó. Rồi xuống luôn đi Bi ơi, kết thúc luôn con ơi.